Ui ui, các bạn có thấy cái mà mình đang thấy không các bạn? Một con bọ kẹp kiềng vàng chứ bạn ơi. Ủa nó bay đi đâu vậy ta? Ui, ấy nó đậu đây nè. Lấm. Lấm. Ui, ở bên này bắt vô miệng không các bạn ơi? Ui, được cái nhà con hiếm nữa nè. Mọi người hiện tại là mình đang hạng 3 các bạn, thì đố các bạn với mình bắt xong cái con này mình có lên hạng 2 không nha các bạn ơi. Rồi mình bắt nha. Lụm nè. Ui, lên hạng 2 rồi. Yeah. Còn vô lô kè chai, tập 31, đột nhập đặt vợ lần 2. Con vợ có thằng lằn bằng vàng. Ôi, bữa nay cuối tuần vô đây chơi game xíu thôi. Vô dây game giải trí xíu, qua đây đua xe nè, đua xe nè. Ờ, tụi phái chào đua xe nha mọi người. Vô 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 vô. Lên xe nè. Ủa nụ 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 gì vậy? Anh yêu ơi. Ủa gì vậy? Ở kìa. Bà vợ tôi mọi người. Cái gì vậy em? Cái gì vậy? Anh đang chơi game mà gì vậy? Đang chủ nhật nay thứ bảy nhật nay chơi game mà em đi đâu á? Em muốn con thằng lằn hả? Ủa hổm anh bắt thằng lằn cho em rồi mà. Ủa hổm anh bắt rồi mà em nói làm sao ta? Bữa hổm bắt rồi một đống con luôn á, giờ đòi nữa ta sao vậy? Thằng lằn vàng cơ hả? Thằng lằn vàng nào trời? Thằng lằn vàng nào? Cái gì mà dễ trình đặt với ta? Gì vậy? Gì vậy? Gì khóc nữa chứ? Thôi thôi thôi, thôi rồi, rồi rồi rồi, nói đi anh bắt cho mà, nói đi anh bắt cho. Để xíu anh bắt cho mà, đừng hay dậy quá, hay giận dỗi, hay khóc quá. Để xíu đi anh bắt cho nha. Anh bắt cho em nha, rồi rồi anh sẽ bắt cho. Ok chưa? Ok mọi người, thì hôm nay mọi người có cái cuộc thi gọi là bắt tắc kè thằng lằn rồi kia cái kiểu các bạn. Thì ở đây các bạn, thì hiện tại là bạn thấy không, đây có cái có thằng vàng là các bạn thấy bà nói đây nè mọi người, là cái cúp đó mọi người, cái cúp thằng lằn vàng á đó. Thì đây là số điểm của những con thằng lằn mà mình bắt được các bạn. Thì bắt được những con này thì tương đương với bao nhiêu điểm ha? Wow, thì bị nhiều nha các bạn ơi, quá đỉnh luôn á. Wow, có tắc kè hoa 150 điểm à. Ok nha. Yeah, cảm ơn chồng yêu hả? Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Cái gì ta? Rồi, hung nó chứ. Thôi chịu rồi. Thôi chịu rồi, bả mua chuột luôn mọi người. Bả hung tôi, bả mua chuột tôi, để tôi bắt thằng lằn cho bả, tôi lấy cúp thằng lằn vàng cho bả mọi người. Quái trưởng thiệt sự luôn á. Phải yêu chồng á. Thôi thôi, bà đi đi, bà khỏi đi. Bà khỏi yêu đi, bà đi đi. Bà đi đi, bà đi chơi đi, lát tôi vô tôi bắt cho. Ok mọi người, hiện tại là tôi chưa bắt ạc tôi đó mọi người. Bây giờ tôi qua hứa ạc, bả tôi bắt các bạn. Qua thôi. Ok các bạn, trước khi mà clip bây giờ mình trả càng cái mini game nha các bạn. Thì đầu tiên là cái mini game kết bạn nè. Rồi bạn bình luận sớm nhất là bạn Thiên Long nha mọi người nha. Rồi kết bạn với bạn luôn. À ok mọi người, thì bạn này đã kết bạn với mình rồi ha. Rồi mình kết bạn với bạn ở trên nè. Rồi bạn ở trên là bạn Enma nè các bạn ơi. Rồi ok, chúc mừng em ha. Rồi kết bạn với bạn luôn. Rồi ok nè. Đó rồi, đã là rồi kết bạn với bạn. Thì cái video này á, mình cũng sẽ kết bạn với một bạn comment sớm nhất các bạn. Thì các bạn hãy bình luận để xem bình luận sớm nhất mình sẽ kết bạn các bạn nha. Nhớ nhấn cái chuông các bạn, nhấn cái chuông mình khi đăng video mới sẽ có thông báo cho các bạn vô bình luận ha. Ok chưa? Rồi bây giờ thì sẵn đây cho các bạn lên TV xíu nha các bạn. Đây cho các bạn lên TV nè, ok chưa? Đó, bạn lên TV chưa? Xong rồi ha. Rồi bây giờ trả kèo tặng chứng miễn thôi các bạn, tặng quà chứng miễn nha. Let's go. Ok, thì ngày hôm qua là 232 bình luận các bạn thì cũng hơi bị nhiều nha. Rồi chọn một bạn may mắn đây các bạn ơi. May mắn chúng ta ngày hôm nay sẽ là bạn bạn này cho em hỏi là anh là cái gì đó. Ừ, không có tên luôn em ơi, xui nha. Rồi người tiếp theo nè. Tiếp theo là bạn Phan Yun Thúi ha, tên là Rijo 22 ha, cánh ác quỷ hả. Ok luôn em ơi. Rồi ok, mình sẽ tặng cho bạn một cái cánh ác quỷ nha các bạn. Rồi tên của bạn nè. Rồi đúng tên không ta? Rồi đúng tên luôn nha, mà học 2 ngày trước nha. Rồi vậy bạn là nữ mà bạn thích cánh ác quỷ à, tụi nó cánh năng thiên thần rồi chứ. Ok các bạn, thì mình gửi luôn nha các bạn. Rồi ok các bạn, thì cái mini game video này các bạn thì cũng vậy các bạn, thì mình sẽ tặng cho bạn một là cái dương miệng, hai là một trong hai cái cánh này các bạn. Thì các bạn chọn cái nào thì các bạn chọn ha. Rồi để tham gia cái mini game mình mời đỡ bước một cái like video nào, đăng ký kênh thì nhấn cái chuông, các bạn nhớ nhấn cái chuông để thông báo sớm nhất các bạn comment để được ưu tiên các bạn nha. Các bạn comment sớm là càng được ưu tiên nha các bạn. Rồi cái bước thứ hai là các bạn để ra tên trong game của các bạn ha. Rồi cái bước thứ ba là các bạn chọn quà gì thì các bạn để bên dưới giùm mình ha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình vô nội dung video thôi các bạn ơi. Let's go. Ok hello mọi người nha. Thì mình đã đột nhập cho ạc của vợ mình mọi người. Thì đây là trăng đẹp quá đẹp luôn mọi người. Thì biết sao mà tôi lựa chọn cái thời điểm ăn đêm không? Đây các bạn thấy dưới kia gì không? Hai con thằng lằn nha mọi người. Thì mình đứng đây các bạn, thì sẵn đây thấy hai con lằn mình tham gia luôn các bạn, để gọi là mình gọi là ăn một số điểm ngay phút đầu tiên các bạn. Đó tham gia rồi nghe, tốn 10 kim cương nào. Wow, cuộc thi bắt thằng lằn à, được đó nha. Chưa gì em kia được 10 điểm mà kìa, thôi chịu rồi. Thôi bây giờ mình sẽ xuống bắt luôn nha các bạn. Đó một con nè. Lụm liền con này 30 điểm mà các bạn. Đó, qua qua đây 10 điểm nữa là 40 điểm nè. Đó lên liền. Ủa không lên tiếp học à. Mà tôi thấy con gì lạ mọi người, cái con báo đốm hồi nãy hình như nó hơi bị mắc tiền nha. Để tôi coi lại các bạn. Có nhầm không ta? Ủa báo đốm nó ta cho 142 tiền nữa ha. Ủa sao cao vậy? Ủa sao nhiều tiền ta? Con này có bị lỗi không gì mọi người? Sao kỳ vậy? À, báo đốm tôi coi lại mọi người. Ấy, đúng là nó trăm mấy tiền các bạn ơi.
con này bị lỗi à. Vãi trưởng, lộng nè. À, lên top 2, từ lớp 4 lên top 2 nha mọi người, được nha mọi người, quả em. Quả em của em. À, tôi cách ông kia 30 điểm mà thôi cũng được. 30 điểm thì cũng chưa xa lắm mọi người, 30 điểm thì để tôi coi tôi bắt con nào là sẽ bằng điểm top 1 ha. À, con này. Đấy chưa, lên top 1 liền các bạn, lên top 1 rồi các bạn ơi. Yeah, rồi tôi bằng top 1 với bạn kia nha. Đồng hạng ông ta, đồng hạng ông ta. Tôi chở gì vào đây, tôi gặp hai con các bạn ơi, tôi gặp hai con này các bạn. Hóp con này nè, đó, lụm liền, giữ top 1 liền. Hóp con này dương miệng coi, dương miệng. Ồ, con này có 24 tiền, ok vậy. Ồ, các bạn ơi, mình thấy một con, gọi con thằng lằn cổ gì, một thằng lằn chuột gì nè các bạn. Ồ, con này khá là cao điểm nha. Ồ, từ thằng 1 lên thằng 5 luôn, ủa là sao vậy? Ủa kỳ vậy? À, ở đây tôi gặp một con này các bạn, con này là con mới các bạn, con bò mới đó. Đó, thấy chưa, con muỗng lá nè, một dương miệng luôn các bạn ơi. Wow, mắc tiền nha. À, lại gặp một con bò mới đó các bạn. Ở đây có hai con là đố các bạn chứ tôi bắt chính con nào thì các bạn, để tôi bắt thử các bạn xem nha. Lụm nè. Ủa sao dính hai con kia? Trời ơi, dính con que sầu, trời đất ơi. Khóc mày luôn nè, cho mày đảo lại hả mày. Con bò rùa vàng nè. Vãi trưởng, tôi kiếm con. Ê trời ơi, có ai giống tôi không mọi người? Cái ông này ông thiệt sự, ông ẩu thiệt luôn mọi người. Ông để con tắc kè dưới xe ông, mà dưới xe màu xanh nữa. Vãi trưởng, có ai bị giống tôi không các bạn? Bắt giết mà lộn luôn đó. À, các bạn ơi, bây giờ mình chặn đầu mình bắt con này nha. Ồ, các bạn có ai thấy giống tôi không các bạn? Ban ngày một con bọ kẹp vàng nó bay các bạn ơi. Ủa nó bay đi đâu kìa? Thôi để mình cho nó đậu vô xong mình bắt cho nó chắc ăn cái bài. Chứ để bắt không khó dính lắm. À, rồi mày đậu vô đây đúng không? Rồi sao mày chạy thoát được? Lụm nè con ơi. Trời ơi, bọ kẹp vàng mọi người ơi. Ồ, mới luôn nha. Mọi người xem nè, mọi người hiện tại trong game mọi người thấy không, là ban ngày nha. Ban ngày ba 12 giờ trưa ban ngày luôn mà con bọ kẹp vàng nó lại xuất hiện các bạn. Con này xuất hiện ban đêm mà. Ủa kỳ vậy? À sao vậy? À sau lưng tôi mọi người, sau lưng tôi mọi người ơi, có một con bé gọi là con thằng lằn giống như con khủng long các bạn. Wow, thằng lằn le lưỡi nha. Con này khá điểm khá là cao các bạn, gọi là rút ngắn tỷ số nha, tôi lên thằng 3 rồi các bạn. À, ông kia ông phá tôi nói kêu mọi tự lại nạp mạng nè, lụm nè. Ôi dương miệng luôn, wow ngon lành nha. Dương miệng hình như là 100 điểm hay là 150 điểm gì các bạn. Ủa mà sao không lên thằng 2 ta? Ờ, để tôi coi bao nhiêu điểm mà các bạn. Ông kia ông, mấy ông này chơi hơi bị ghê nha. À, tôi mới được 1.300 à, ông kia 1.500 rồi các bạn, còn hơi xa nhưng mà không sao, rút ngắn khoảng cách là được rồi, sắp rồi, sắp lên rồi. Đây các bạn ơi, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo nha. Đây đó, các bạn thấy mình điếm một con nha, thì mấy bạn biết đố các bạn tại sao chứ ở bên buổi tối ở bên cái khu trung tâm này người ta lại nhiều như thế này, các bạn thấy chưa? Đó, hai con dương miệng luôn à. À, tôi chờ con dương miệng này nãy giờ lâu lắm các bạn, tại tôi thiếu một con đó, tôi đổ vô đồ các bạn, để mình đổ vô đồ xong mình mặc lên cho các bạn xem cho nó may mắn nha. Thì mấy bạn đố các bạn nhớ tại sao mà bên khu trung tâm buổi tối người ta lại đông như thế này luôn á, thì đó là cũng có nguyên nhân các bạn, để mình thay trong bộ đồ mình nói cho các bạn nghe ha. Đây mình chỉ vô bằng cái một cái mẹo rồi các bạn dược điểm nha. Rồi để đổi mấy mái tóc này cũng đẹp nè. Thì hồi nãy là mình bắt hai con phải không, mấy bạn thấy không, đây là con thứ ba nè, đây là con thứ ba của tôi, mà bằng kia con nó là 4 con đúng không. Bây giờ tôi bắt con này cái nha, lụm con này nè, lụm nè. Trời ơi, ấy bên này có con nè. Ồ, vậy là con này con thứ tư đúng không? Rồi, con này con thứ tư đây, tôi lụm con này cái đây. Lụm nè, nó đằng kia có con nữa các bạn. Nó cứ ghê chưa? Thì cái đó là cái mục đích của người ta mà ban đêm ta ở khu trung tâm các bạn. Lụm nè, con này thứ năm nè. Thì tại vì ban đêm các bạn thì con khu trung tâm này á là nó rất nhiều con luôn. Con thứ sáu nè, nó rất là nhiều con thằng lằn nữa các bạn, thì cái đây là cái cơ hội để ban đêm mà cơ hội để mình gọi là gia tăng số điểm nha các bạn ơi. Ban ngày thì mình kiếm ở khu cắm trại hay gì đó, hay là khu nhà gì đó mình kiếm cái con hiếm á. Đó, con này con thứ mấy mọi người? Con này con thứ 6, thứ 7, thứ 8 gì đó mọi người ơi. Hai con đó nè. Nó. Nó ghê chưa? Coi như con thứ 8 đi. Thứ 9 nè. Trời ơi các ơi. Ủa phải thứ 9 người ta. Hồi nãy tôi đếm nãy giờ thứ 9 hay thứ 9 hay thứ 8 mọi người. Tôi không nhớ mọi nhiều quá mọi người. Đây một con đó nè. Nó. Thấy ghê chưa? Thì một cái buổi ban đêm như mình đi có thể đâu đó khoảng 10 con luôn các bạn. Wow, cái là cơ hội cho nên mình tăng điểm vượt bậc nha các bạn. Đó, ghê chưa? Quá đỉnh luôn là khác cái chứ. Ok các bạn, hiện tại là mình 1.630 điểm các bạn, thì tối hôm qua mình có hơi bị vượt điểm nha. Đó thì mình đây mình gặp con thằng lằn cổ diềm các bạn, thì mình mấy bạn đố các bạn chứ mình bắt con này mình có lên được hạng 2 không nè. Lụm nè. Thôi lên hạng 2 liền các bạn ơi, yeah, được cho ta. Mời đã. Ok các bạn ơi, ngon ha. 2
hours later. Ok mọi người, thì bắt cái cuối luôn mọi người. Hiện tại là tôi bắt luôn là được top 2 nha các bạn. Thế thì tụi mình cho các bạn xem lại cái thành quả mà mình bắt được các bạn. Đó thì quá nhiều luôn nha. Khá là nhiều thằng lằn luôn các bạn ơi, nhiều dữ lắm luôn các bạn. Đó, nè, trời ơi, bắt được từ thuốc dưới này luôn nha mấy ba. Nhiều lắm luôn á, đây từ đây, bắt đầu từ đây nè các bạn. Nó hơi bị ghê nha. Rồi lắm các bạn, thì đó là cái mẹo để mình bắt gọi là nứng thằng lằn nhiều nhất, địa điểm bắt nhiều nhất các bạn. Thì các bạn có thể gọi là học theo mình để giành top 1 trong tối ngày hôm nay nha các bạn. Rồi bây giờ cho các bạn lên TV thôi. Annyeonghaseyo, Sewanika, hello mọi người nha. Thì hôm nay mọi người bắt gọi là cuộc thi bắt côn trùng như thế nào mọi người, lộn hơn, bắt côn trùng rồi bắt thằng lằn như thế nào rồi ta. Rồi hôm nay bây giờ cho các bạn lên TV nha. Rồi lên TV nè các bạn ơi. Đây 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 đây, thì đầu tiên là cặp anh em sinh đôi là Sumail và Lay, lại Sumun và Lay nha mọi người nha. Rồi ok nha. Rồi tiếp theo là ông tám cá nè, dữ vậy sao, Hoa Ke con trai tôi à, sao mà được, là anh em tâm vô lô hả, dữ vậy sao, ký em lát ký mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi đọc cái tên các bạn sau qua cái là ký sau ha. Ok nha. Rồi bạn Hải nè, bạn Bin nè, bạn gì đây, bạn Đồng Hú gì à, đi ra mấy đứa, bạn Hưng nè, bạn Sơn Rò, bạn Thành nè, bạn Helen yêu cậu nè, anh Toàn đẹp trai, cảm ơn em nha. Bạn Mobile hello nè, hello em tên Trúc, hello Trúc nè. Bạn Hot Boy nè, bạn Thành ha, bạn Bonnie fan nè ha, em tên chó hả, hello chó nha, hello em, sao vậy em, theo tên kỳ với em. Bạn Táo nè, mấy bạn chat quá không thấy tên mọi người nha. Bây giờ sẽ đi sao qua nha, chỗ nào không thấy thì bỏ qua luôn nha. Bạn Jimmy Ngọc nè, bạn Sơn nè, bạn Brian nè, bạn Adidono Moto nè, bạn Lau Ri nè. Em mua mồi rồi á, nhậu không shop á, chị gì em, gì vậy mọi người. Bạn Quân nè, bạn Nhon Anh, hello em, bạn Đăng Khoa, bạn gì đây, bạn Cari, bạn Hiếu, bạn Khánh nè, anh Toàn Thúi ha, gì vậy ta, thêm đi Thúi hay ta, bạn Chu Ngọc Bích nè, bạn này bạn gì đây, bạn Táo Mèo nè, Táo Mèo, bạn Thư, bạn Sơn Mờ Rồ, bạn Hiếu Liêu Liêu, bạn Hiệp nè, bạn Khoai, mấy người kia không hiểu tiếng Việt, thật thôi kệ đi em, không sao đâu, bạn Đăng nè ha, bạn Kem nè, bạn Junbi nè, bạn Hero Thư nè, bạn Thành nè, bạn Táo Mèo đó nè mọi người, bạn Đăng Khoa, bạn Khoe Ke Jun nè, bạn Thư nè, đó qua đây ha. Rồi bạn Jin, bạn Sơn Bà Rồ, bạn gì đây, bạn cái gì đó mọi người không biết nữa mọi người. Sơ Sô Phê Ri Khang, bạn Khang nè, bạn Khánh nè, bạn Duy nè, bạn Andreo nè, bạn Baby Su Bò, bạn Mem nè, cái gì gửi gì sao, bạn Su Su Mèo nè, bạn Ben Nobita nè, bạn Play gì nè mọi người ơi, bạn Subi nè, bạn Sơn Bà Rồ nữa hả, bạn Bin nữa nè. Đó mọi người, con này xịn nhất game hả, phải không vậy ba, con gì vậy ba, con kiến à, dữ vậy sao. Bạn Lusa nè, bạn Lily nè, bạn Ngọc nè, bạn gì đây, bạn Sâu Long Báo nè, dữ vậy sao, Kaito Toàn hả, gì vậy, bạn Khánh nè, toàn bộ hệ thống không có thể làm được nha, khoa học đó, là gì vậy trời. Bạn Khang nè, bạn Khánh, quanh Khánh gì nè, mãi yêu toàn vô lô ha, mãi yêu lớp du hết, đẹp trai quá, trăm sinh năm chục đấy, gì vậy trời sao tối ngày bà vô bà xin, bà xin tôi hoài với bà cho tôi bộ đồ nhau nhau đi. Bạn bà Rai nè, bạn nhau nhau nè ha, bạn Phi Khang gì nè mọi người, bạn X nè, bạn Rai nè, bạn em bé cai đây nè mọi người ơi, bạn Taro và bạn B2K14 nha. Rồi ok mọi người, thì lên TV xong nha. Rồi các bạn nào muốn lên TV thì các bạn vào nhà mình lính lúc 13 giờ các bạn, lúc 13 giờ ngày ha. Rồi cho các bạn lên TV này, ký tường cũng như chơi trò chơi kết bạn các bạn ha. Giờ thì mấy bạn xem đến đây, các bạn chưa like trên cái kênh thì cho mình xin một like lên cái kênh mọi người nha. Cảm ơn mọi người nhiều nè, chúc mọi người đạt top 1 nha. Bye bye.